Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm trứng ngâm nước tương. Cái này là trứng gà nha. Nhìn cái đĩa trứng gà rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn á. Rất là thơm luôn. Dậy mùi của hành, ớt rất là thơm. Nó nhìn cái màu trứng rất là đẹp luôn. Mình luộc cái nè. Cái lòng đỏ nó lòng đào nè. Cái này là hơi bị quá giờ á. Cái này á, giảm là 1-2 phút xíu nữa là nhìn nó rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Rồi mình và các bạn cùng bắt tay vào làm nha. Nguyên liệu để làm món này á, thì gồm có trứng. Trứng này á, là bữa nay là mình làm 6 quả trứng nha. Trứng này á, là trứng gà công nghiệp á. Này mình lựa trứng tung nè. Nó không nhỏ lắm mà nó cũng không lớn lắm, vừa. Rồi nước tương, trứng ngâm nước tương, phải có nước tương nè. Một củ hành tây, củ hành này mình chỉ xài nửa củ thôi à. Rồi củ hành tím, rồi 5-6 trái ớt, xíu hành lá. Rồi gia vị thì mình sử dụng thêm đường và muối nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ bắt tay vào mình làm. Mình sẽ luộc trứng nha. Mình sẽ bắt sẵn cái nồi nước lên bếp để cho nước nó thiệt sôi. Nước nó thiệt sôi mình cho vào xíu muối. Cho muối như vậy là để cho nó khi mà mình luộc trứng hả, lột cho nó dễ. Mình cho trứng vào. Nhớ là phải nấu nước cho nó sôi nha. Mình đảo nhẹ nhẹ nè cho chín hả, nó chín đều cái lòng đỏ. Rồi mình luộc khoảng chừng 6 phút nha. 6 phút. Bữa nay là mình luộc lòng đào. Để 6 phút là được rồi. Vừa chín lòng trắng là được rồi, mình chỉ luộc 6 phút thôi. Giờ trứng của mình nè, được rồi đó, mình vớt ra. Rồi mình vớt ra nha. Mình vớt ra cho vào tô đá. Cho vào đang vậy đang cho nó mau nguội dễ lột. Giờ mình sẽ đi pha nước tương. Mình nấu sẵn nước sôi mình chế vào khoảng chừng nửa chén. Sau đó mình sẽ cho đường vào khoảng chừng 2 muỗng canh. Nấu nước nóng sẵn vậy nè, quậy đường nó mau tan. Quậy cho đường nó tan. Tiếp theo sẽ chế nước tương vào. Nửa chén nước tương. Củ hành tây á, mình sẽ thái hạt lựu. Phần củ hành tây này và phần này vào nước tương. Thái lát củ hành tím. Rồi cho vào, cho hành tím vào tô nước tương của mình luôn. Rồi cho hành lá vào luôn. Rồi ớt á hả, mình cắt đôi cho vậy. Đó, vậy là cái tô của nước tương của mình xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ lột trứng cho vào nha. Trứng của mình giờ này rất là dễ lột luôn á. Nó không có bị bể. Rồi mình cho vào. Cho hết trứng vào. Sau khi mình trứng nè, mình lột hết, mình ngâm. Mình ngâm vô nước tương rồi bây giờ mình sẽ cho vào hũ. Mình cho vào hũ như vậy nè. Để cho cái phần nước tương á hả, nó trứng nó ngập nước tương. Rồi cái này là mình để qua một đêm. Qua một đêm á là mình nước tương nó sẽ thấm vào trứng ăn mới ngon. Cho vô hũ như vậy nó mới ngập đều nước tương. Còn nếu mà để vô tô không á thì nước trứng nó nổi lên á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô tủ lạnh nha. Ngày mai á là mình sẽ lấy cái vào tủ lạnh. Ngày mai mình sẽ lấy ra. Đây. Cái hũ trứng của mình nè, ngâm một ngày để bữa nay mình mở ra nha.
trứng nó thấm đều nước tương rồi đó, màu rất là đẹp luôn, múc ra. Bữa nay trứng nó thấm đều nước tương, chuyển màu, nhìn rất là đẹp luôn á. Ui thơm lắm luôn. Thơm mùi hành, mùi tỏi nè. Đó, nhìn thấy không? Rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Để mình sẽ lấy dao mình chẻ ra các bạn coi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt trứng ra thử nha. Lúc mà mình luộc mình hơi bị thời gian hơi bị lâu á, mà lúc đó là cũng khoảng chừng 5-6 phút rồi. Nếu mà muốn lòng đào á nó nhiều hơn á thì hả mình khoảng chừng, chắc mình nghĩ là khoảng chừng 4 phút là đủ rồi. À, bạn thấy không, cái dĩa trứng đó rất là hấp dẫn không? Trứng này á hả, mình ăn với cơm nè, không thôi nha, mình để ăn chơi hả, hay làm nhâm nhi làm mồi nhậu cũng ngon lắm. Vậy là mình đã chia sẻ xong món trứng gà ngâm nước tương, cái đĩa trứng gà xong nè, rất là hấp dẫn luôn á, rất là thơm. Vậy mùi của hành ớt, nhìn cái màu nước tương nè, trứng gà thấm đều màu nước tương rất là đẹp luôn á. Mình vẽ một miếng. Món này á hả, ăn với cơm hay là mình làm á để cho ông xã nhà có khách, mình lấy cái nhâm nhi với trứng gà bình thường á, luộc không hay là chiên không á, ăn á hả bình ăn nó cũng rất là đơn giản rồi. Hôm nay mình biến tấu, mình ngâm nước tương chút xíu sẽ làm cho cái món, sẽ làm một cái món ăn cũng rất là thú vị nha. Trứng gà nó thấm vô nước tương, nó đều nước tương mà lại hả nó dậy mùi của hành, của hành, của tỏi nè. Đậm đỏ mềm mềm rất là ngon luôn á. Nước tương này nè, cái vị nước tương này rất là vừa ăn. Nước tương này bạn lấy làm chan cơm cũng rất là ngon nha. Đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong món trứng gà ngâm với nước tương nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng những chia sẻ của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.